Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin cập nhật giá vàng ngày 26 tháng 9 năm 2020. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video đừng quên ủng hộ miễn phí cho kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, hôm nay giá vàng nằm ở mức thấp và giao dịch ảm đạm. Giá vàng ngày 26 tháng 9 nằm ở mức thấp và giao dịch ảm đạm. Giá vàng giảm trước những thông tin kinh tế không mấy khả quan đối với kim loại quý. Nhà đầu tư đang chờ đợi một gói kích cầu mới để cứu nền kinh tế Mỹ. Về giá vàng thế giới, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần này đứng ở mức 1.861,2 USD một ounce, giảm 7,2 USD một ounce so với cùng thời điểm ngày 25 tháng 9. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, hiện giá vàng thế giới đang có giá là 52,24 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ở khoảng cách khá xa, lên tới 3,41 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn COMEX New York đã giảm đi 6 USD xuống mức 1.862,9 USD một ounce. Nhà phân tích hàng hóa Custom Fitch của ngân hàng Commerzbank cho biết, giá vàng mất khoảng 100 USD kể từ phiên giao dịch đầu tuần này, chạm mức thấp nhất 2 tháng qua. Hiện tại, vàng đang trong giai đoạn bị bán tháo. Ngân hàng Commerzbank nhận định chính sách tiền tệ mở rộng của Mỹ vẫn còn tiếp tục kéo dài trong nhiều năm đến. Và điều này suy cho cùng tạo môi trường tăng giá cho vàng. Phố Wall cũng đang chật vật với tình hình kém khả quan về các biện pháp kinh tế, về các biện pháp kích thích tài khoá mới mà một số các nhà kinh tế và Cục Dự trữ Liên bang cho rằng là cần thiết để kinh tế tiếp tục đà phục hồi. Việc không có dự luật kích thích kinh tế đã khiến Goldman Sachs hạ dự báo GDP quý 4 từ 6% xuống 3%. Về giá vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 25 tháng 9, giá vàng SJC tại Hồ Chí Minh niêm yết chiều mua vào là 55,15 triệu đồng, bán ra là 55,65 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 500.000 đồng một lượng. Còn tại SJC Hà Nội, giá vàng được mua vào 55,15 triệu đồng một lượng, bán ra là 55,67 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua và bán là 520.000 đồng một lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Hồ Chí Minh thì mua vào với mức là 55 triệu đồng một lượng, bán ra là 55,6 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua và bán là 600.000 đồng một lượng. Tại Doji Hà Nội, giá vàng được mua vào với mức là 54,75 triệu đồng, bán ra là 55,45 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 700.000 đồng một lượng. Tại hệ thống VNG Hồ Chí Minh và VNG Hà Nội, giá vàng được mua vào là 55,1 triệu đồng, bán ra là 56 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua và bán là 900.000 đồng một lượng. Tại Phú Quý SJC, giá vàng được mua vào là 54,9 triệu đồng, bán ra là 55,4 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua và bán là 500.000 đồng. Còn tại tổ chức Mi Hồng, giá vàng mua vào là 53,95 triệu đồng, bán ra là 55,5 triệu đồng một lượng. Doanh nghiệp Bảo Tiến Minh Châu thì mua vào là 54,92 triệu đồng, bán ra là 55,4 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 380.000 đồng một lượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong bản tin tiếp theo.